Gia đình mình vui bất thình lình, Phương quay trở về chăm sóc anh Công bị bố cấm cản. Vậy là cuối cùng thì câu chuyện anh Công bị bệnh cũng đã lòi ra, khiến Phương đầy ngỡ ngàng và đau đớn. Từ những giận hờn trách móc, giờ đây trong Phương lại là những chua xót đau đớn, càng yêu anh Công nhiều hơn. Cô đã quyết định lên chăm sóc anh Công nhưng lại bị bố mắng cho té tát, cấm cản. Khi mà chị Phương đích thân lên thăm mẹ Cúc thì vô tình chạm mặt anh Công. Nhìn sắc mặt và thần thái anh Công nhợt nhạt và thái độ khó hiểu, cùng với đó là những hành động chỉ đang giấu giếm điều gì của mọi người, khiến cho Phương nghi ngờ. Nhưng rồi cuối cùng cu Long đã ngây thơ mà nói ra sự thật cho bác Phương biết, khiến cho cả nhà sững người lại và phải kể hết mọi sự thật cho Phương biết. Phía trên cầu thang, Công đứng nghe mà cũng đầy đau đớn lòng. Phương chua xót đến tột cùng, cô đẩy cửa bước vào phòng. Anh Công đang ngồi ở giường, rồi ánh mắt hai người chạm nhau. Công quay mặt đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của Phương. Sao anh lại giấu em? Anh xin lỗi. Phương tiến đến lại gần. Sao anh lại biến em thành một con người ích kỷ như vậy? Phương đấm vào vai Công thùng thục rồi khóc nức lên từng tiếng. Công quay lại ôm lấy Phương, nức nở. Vậy là giờ đây cả hai đã thấu hiểu nhau. Phương đã quyết định sẽ lên để chăm sóc cho anh Công. Cô quay trở về nhà, trong lòng đầy những nặng trĩu. Giờ đây cô chưa biết phải thưa chuyện với bố mẹ như thế nào. Kể từ khi bị Công trả về nhà, bố mẹ đều rất đau lòng trước những dị nghị lời ra tiếng vào đầy cười cợt ác ý của làng xóm, nói Phương không đẻ được, bị chồng bỏ, rồi khi thấy Phương thỉnh thoảng lại còn gửi đồ lên cho nhà mẹ chồng, khiến bố rất tức tối và cầm rằm mắng chửi Phương. Từ ngày mày về nhà, gia đình bên ấy có ai hỏi han mày được một câu gì hay không? Sau những đắn đo, Phương bước ra gặp bố mẹ. Bố, mẹ, anh Công bị bệnh, con xin phép lên nhà chăm anh ấy một thời gian. Cái gì? Mày ăn phải bùa mê thuốc lú nhà ấy rồi phải không? Mày vừa bị họ đuổi về đấy, chứ nhục mặt cả cái nhà này hay sao? Mà giờ còn vác mặt lên đó hả con? Không đi đâu cả, ở nhà. Bố, mẹ, con xin bố mẹ, anh Công đang bị ung thư rất nặng. Anh ấy ly hôn con là vì không muốn con phải chịu khổ. Con không thể là một người vô tình như vậy được ạ. Ung thư thì kệ nó, mày đi thì đừng bao giờ quay về lại ngôi nhà này nữa. Bố quát lên đầy giận dữ rồi bước vào nhà. Phương đau đớn khóc nấc lên từng tiếng. Cô xin phép mẹ rồi lặng lẽ kéo chiếc vali đi, nước mắt lăn dài hai hàng trên má.